Xác định muốn thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, thì khâu tuyên truyền vận động có ý nghĩa quyết định nhằm thay đổi tư duy, nếp nghĩ của chị em phụ nữ vùng nông thôn. Chị Đặng Thị Quyền Linh, chi hội phó chi hội phụ nữ ấp Thử Sở, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, luôn gương mẫu thực hiện tốt phong trào do các cấp hội phụ nữ phát động. Sau đó mạnh dạn vận động chị em phụ nữ của các chi tổ hội tích cực tham gia. Đến nay, hầu hết hội viên của chi hội ấp Thử Sở đều thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của cuộc vận động này. Nét nổi bật khi thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch với sự hỗ trợ giúp sức hết mình của chị Linh, chi hội đã thành lập được hai tổ phụ nữ ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và nhiều tổ tiết kiệm xoay vòng. Cụ thể, mô hình tổ phụ nữ ba sạch đã giúp 100% chị em biết cách phân loại rác thải, trang bị các dụng cụ cần thiết để vệ sinh nhà cửa, xóm ấp và vận động người thân không đổ phế liệu rác thải ra đường. Hầu hết các hộ gia đình đều tự đào hoặc xây dựng hố chứa rác, đốt rác nhằm bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp. Hiện hai mô hình này đạt hiệu quả rõ nét và được cấp trên khen ngợi. Để đạt được những kết quả này, phải kể đến những đóng góp của chị Linh và gia đình của chị. Để hưởng ứng phong trào 503 sạch do hội phụ nữ xã phát động, thì bản thân tôi thì có là tham gia cái ba sạch do hội phụ nữ phát động. Thì cụ thể là ở gia đình có sắm là ba cái sọt rác để mà phân loại rác, thì gồm có rác phân hủy, không phân hủy và rác tái chế. Thì sau khi thấy cái việc làm đó hiệu quả, có vận động các chị em trong chi hội để mà cùng tham gia, thì hiện giờ đã cũng hai tổ phụ nữ ba sạch. Chị Lê Thị Hồng Cúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Ngãi cho biết, chị Linh là một cán bộ hội năng nổ, nhiệt tình với công tác hội. Chị luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do hội các cấp phát động. Những năm gần đây, khi kinh tế gia đình từng bước phát triển, con cái trưởng thành, có việc làm ổn định, chị Linh còn tích cực đóng góp vật chất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác khuyến học của địa phương. Đối với chị Quyền Linh, trong cái thời gian qua thì tôi thấy chị nói chung là nhiệt tình tham gia tất cả các phong trào của phụ nữ xã đưa ra, rồi từ cái phong trào của xã cũng như là ở phong trào của ấp thì chị cũng rất là nhiệt tình, mạnh dạn nè, đi đầu trong các cái phong trào cũng như là thực hiện cái mô hình mà 503 sạch á. Từ cái việc đó là chị đã tuyên truyền và vận động chị em hội viên phụ nữ trong cái ấp mình là thực hiện theo rất là nhiệt tình, cho nên ấp Thủ Sở trong cái thời gian gần đây thì phát triển nói chung là thuộc vững mạnh. Là một tấm gương điển hình trong thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, chị Quyền Linh luôn được chị em phụ nữ quý mến nể trọng. Những đóng góp của chị đã góp một phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như góp phần để xã nhà sớm đạt chuẩn nông thôn mới.